đàng nuôi báo cô để mà vồ dân, báo dữ quay ra vồ luôn các đồng chí. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là công cụ để tuyên truyền, tuy nhiên báo chí không chỉ đơn giản là tuyên truyền mà còn là công cụ để đe dọa nhân dân, không khác gì công an. Qua những vụ công an bắt người trái pháp luật thì rõ ràng báo chí luôn đưa tin theo chiều hướng kết tội nạn nhân và bảo vệ cho công an. Hiện nay trong tay Đảng hơn 800 tờ báo, chẳng khác nào một đàn thú dữ, toàn là hổ báo. Một khi làm nhiệm vụ chính trị thì báo chí sẽ đồng loạt cất lên tiếng gáy giống nhau, không hề đưa ra những góc nhìn đa chiều để bạn đọc rộng đường tham khảo. Ông Nguyễn Công Khế là một tổng biên tập có mối quan hệ rất lớn với các lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh và cả trên trung ương. Vì báo chí như hổ báo, bởi một khi báo chí làm việc cho Đảng thì người dân chính là con mồi của họ. Họ có thể biến nạn nhân thành tội đồ và ngược lại, còn khi các đồng chí đánh nhau thì báo chí trở thành công cụ của phe này để đánh phe kia, đặc biệt là các tờ báo có tên tuổi, có lượng độc giả lớn. Tờ báo Thanh Niên nổi lên là một tờ báo lớn từ vụ án Nam Cam. Vụ án này, tờ báo Thanh Niên đưa tin rất mạnh và đã thu hút được một lượng độc giả lớn. Thời đó chưa có báo online nên báo giấy là phương tiện chủ yếu để đưa tin đến bạn đọc. Sau đó lại thêm vụ PMU18, tờ báo Thanh Niên cũng là một tờ đưa tin mạnh về vụ này. Vụ bắt ông Nguyễn Công Khế vừa qua không đơn giản chỉ là sai phạm đất đai, vấn đề phức tạp hơn rất nhiều. Tại sao báo Thanh Niên dưới thời ông Nguyễn Công Khế lại có đủ khả năng để phủ phép một khu đất vàng ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh từ sở hữu của nhà nước vào tay của tư nhân? Trong khi đó, ngân sách của báo Thanh Niên được xác định là không đủ để chi cho dự án này. Điều này cũng cho thấy tài ngoại giao của ông tổng biên tập Nguyễn Công Khế. Trong xã hội này, mọi cuộc ngoại giao đều phải dựa trên quyền lợi. Ông Nguyễn Công Khế ắt phải có bí kíp gì đấy mới có thể kết nối với các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và cả lãnh đạo trung ương đầy quyền lực để mà họ duyệt truy cho miếng đất vàng. Ông Khế chắc chắn không đủ tiền để giải cho tất cả những vị này mà ông sử dụng cách khác. Ông Khế được cho rằng đã dùng quyền lợi và quyền lực của báo chí để mà biến thành quyền lực ngầm cho bản thân. Có câu kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có nhiều tiền nhất mà là kẻ nắm giữ được nhiều thông tin giá trị nhất. Ông Công Khế là một tổng biên tập một tờ báo lớn, từng cho quân điều tra phóng viên về những vụ án lớn, trong đó có vụ án kinh tế chính trị, thì ắt hẳn ông nắm không ít thông tin có giá trị với những đồng chí tai to mặt lớn ở Trung ương Đảng và cả trong Bộ Chính trị. Và thông tin ngoài luồng cho biết ông Khế đã góp vốn vào sân chơi của các cá gọc bằng cách như thế. Cũng từ những thông tin ngoài luồng cho biết, khi cụ bà Lê Thị Liễu là thân mẫu của tổng biên tập báo Thanh Niên mất ngày 5 tháng 9 năm 2007, đám tang cụ bà được tổ chức lớn chưa từng có. Lớn ở đây không phải là khâu tổ chức tốn kém xa hoa, mà lớn theo nghĩa có quá nhiều nhân vật lớn đến viếng thăm. Có thể kể đến ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, ông Nguyễn Minh Chiết, chủ tịch nước, ông Nguyễn Tân Dũng, thủ tướng và bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước, ông Hồ Đức Việt, trưởng ban tổ chức trung ương, ông Lê Hồng Anh, bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Đám tang mẹ một tổng biên tập một tờ báo, nhưng vì sao lại có những nhân vật lớn đến viếng thăm đến như vậy? Có người thì cho rằng ông Nguyễn Công Khế có tài chăn vua, vậy ông dùng roi gì để chăn được vua đây? Có thông tin cho biết ông Khế thường cho phóng viên điều tra về đồng chí A, đồng chí B, rồi gửi riêng cho đồng chí ấy đọc chứ không đăng. Đấy chính là thứ roi mà ông Khế dùng để chăn vua. Một khi đã chăn được vua, đã nắm được điểm yếu của lãnh đạo, thì chỉ cần ông nhờ một tiếng, các vị vua ấy sẽ góp một tay, giúp ông phù phép được những dự án mà tưởng chừng không thể, và chỉ có ông có khả năng biến nó thành có thể. Đảng nuôi báo là để cắn dân, nhưng lại có những con báo dữ vừa cắn dân vừa vồ luôn cả đồng chí, khiến các đồng chí phải răm rắp nghe theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng nuôi báo để vồ dân, báo dữ quay ra vồ luôn các đồng chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đảng hốt đất dân, quan rút đất đảng, trò chơi đảng bày, dân luôn bị thua.
vụ bắt ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập tờ báo Thanh Niên và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông Thanh Niên, tờ báo Quốc Danh đến từ báo Tự Do đều nhắm vào phân tích mổ xẻ nguyên nhân đã đưa ông Nguyễn Công Khế vào tù. Đó là sai phạm tại khu đất 151 đến 155 bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nước thì lại đi cướp đất của dân. Ở chế độ này từ lâu đã hình thành một dòng chảy đất đai mà dường như không ai có thể cản được. Đó là nhà nước chuyên cướp đất của dân rồi quan chức chiếm đoạt lại đất đai của nhà nước. Ở đất nước này đã có quá nhiều vụ cướp đất lớn mà cho đến nay và mãi mãi là vết nhơ nói lên bộ mặt thật của chế độ. Đó là những vụ như Tiền Lãng, Hải Phòng, Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, Đồng Tâm Hà Nội, Vườn Rau Lộc Hưng và Thủ Thiêm tại Sài Gòn. Dân mất đất về tay của nhà nước phải vật vã khổ sở khiếu nại từ năm này sang năm khác mà không có kết quả. Trong khi đó, bao nhiêu khu đất vàng đã bị quan chức cấu kết với nhau, lùa vào tay các doanh nghiệp sân sau để mà hưởng chênh lệch. Khu đất 151 đến 155 bến Vân Đồn, quận 4 vốn là đất của doanh nghiệp nhà nước, nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Nhà máy thuốc lá có ý định bán khu đất này, tờ báo Thanh Niên được coi là một doanh nghiệp nhà nước, lập tờ trình thủ tướng xin mua và được chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi mua được khu đất này, ông Nguyễn Công Khế không xây trụ sở mà bán lại cho Neverland, một doanh nghiệp của tư nhân. Cơ chế là do con người tạo ra, đất của nhà nước được bán cho một doanh nghiệp nhà nước nên họ bán theo dạng chỉ định. Đây là kẽ hở rất lớn, bởi một khi đất rơi vào tay doanh nghiệp nhà nước và từ đó các quan chức nghĩ cách chuyển lòng vòng để rồi cuối cùng rơi vào tay tư nhân. Giá chỉ định thì rất thấp so với giá thị trường, nhưng được bán cho doanh nghiệp tư nhân thì bán với giá thị trường. Số tiền chênh lệch này rất lớn và đã làm giàu cho không biết bao nhiêu quan chức của đảng. Ông Nguyễn Công Khế nằm trong bộ máy này, ông cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội vàng như thế. Tờ báo Thanh Niên sử dụng cơ sở 151 đến 155 bến Vân Đồn chỉ khoảng một năm rồi rời đi để khu đất này chuyển đổi mục đích. Ban đầu dự định xây cao ốc văn phòng và trưng dụng một số tầng làm trụ sở của tờ báo. Nhưng cuối cùng, lô đất đắc địa này đã rơi vào tay Novaland. Đây được gọi là chiêu đẩy đất đi lòng vòng, sao cho đến đích cuối cùng là bán cho tư nhân với giá thị trường để mà hưởng chênh lệch. Cách chuyển nhượng lòng vòng như vậy cũng tương tự như với cách mà các quan chức cơ cấu cho con em mình lên cao. Ví dụ ông Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được anh vợ Tô Lâm liên tục đẩy vào các chức vụ rất nhanh. Từ Giám đốc Công an Đắk Lắk 1 năm 155 ngày, qua Giám đốc Công an Đồng Nai 2 năm 216 ngày, Cục trưởng Cục An ninh Nội bộ 1 năm 150 ngày, và hiện nay là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được 3 tháng. Đất nhà nước ở số 151 đến 155 bến Vân Đồn được phù phép biến thành đất tư nhân rất nhanh. Khu đất 151 bến Vân Đồn bị chuyển nhượng lòng vòng nhưng mỗi chức năng chỉ thực hiện trong một thời gian rất ngắn rồi lại chuyển đổi mục đích tiếp là những cách lợi ích nhóm đối phó với quy định. Trong bổ nhiệm người thân cũng dùng cách này, bài này quá quen thuộc và gần như quan chức áp dụng trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh. Chính nó đã đem lại lợi nhuận rất lớn cho những kẻ có quyền thế trong tay. Kỳ họp Quốc hội bất thường lần này có bàn về luật đất đai sửa đổi. Cũng giống như bao lần khác, sửa tới sửa lui nhưng cuối cùng dân vẫn bị mất đất và biến thành dân oan. Đất của nhà nước vẫn cứ rơi vào tay tư nhân và những nhóm lợi ích thân hữu của họ. Người Cộng sản làm luật để lách chứ họ không làm luật vì sự công bằng, vì sự phát triển và bền vững của đất nước. Trong trò chơi của đảng, dân luôn là kẻ thua cuộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Đảng hốt đất của dân, quan rút đất của đảng, trò chơi đảng bày, dân luôn bị thua. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.